công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông sự kiện và công nghệ Tri Tâm vừa chính thức ra mắt. Định hướng của đơn vị là trở thành nhà tổ chức chuyên nghiệp các sự kiện văn hóa, giải trí, kinh tế và các hoạt động nhân đạo xã hội. Trong năm 2018, đơn vị sẽ phối hợp cùng Cung Văn hóa Lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều sân chơi cho thanh niên công nhân như cuộc thi Tôi là người dẫn chương trình Micro vàng, Hoa khôi duyên dáng công nhân.